Trong thế giới của những nhà sản xuất điện phần cứng điện thoại lớn thì chỉ còn duy nhất LG và Samsung là hai nhà sản xuất vẫn còn tiếp tục sử dụng những cái điện thoại vỏ nhựa, mặc dù giá của chúng không hề thấp hơn một xíu nào so với những cái thiết bị vỏ nhôm hay là vỏ kim loại từ những nhà sản xuất khác như là Nokia, LG, Nokia, HTC hay là Sony. Thì Samsung đã đưa ra một cái điện thoại mới là Samsung Galaxy Alpha nhằm khắc phục những cái nhược điểm đó. Galaxy Alpha là cái điện thoại cực kỳ nhỏ gọn, nó có kích cỡ màn hình 4.7 inch và nó phù hợp cho những ai thích những cái máy có thể mang vừa đi khắp nơi, những điện thoại theo đúng nghĩa của điện thoại. Nó không phải là một cái bản S5 mini nào hết, mà nó là một cái dòng riêng và rất có thể là Galaxy Alpha sẽ tạo một cú hit trong thị trường điện thoại cuối năm nay. Với ý kiến của mình thì nó sẽ kết hợp cùng với lại Samsung Galaxy Note 4 để tạo ra một cái bộ đôi rất là tương xứng với cái bộ đôi iPhone 6 mà Apple tồn tại, được đồn đại rất là nhiều trong thời gian gần đây. Và với cái bộ đôi này thì chắc chắn là Samsung sẽ thu được rất là nhiều thành công, bởi vì người ta mong chờ một cái máy 4.7 inch có thiết kế nhỏ gọn như vậy, có thể mang đi khắp nơi và không hề thiếu một tính năng nào, đặc biệt là về sức mạnh xử lý. Samsung Galaxy Alpha là một cái máy rất là tuyệt nếu mà xét về mặt phần cứng đơn thuần. Nó là cái sản phẩm có thể nói là chất lượng cao nhất mà Samsung từng sản xuất về mặt điện thoại từ trước đến nay. Cái Samsung Galaxy Alpha này có cái khung bằng nhôm, các bạn lưu ý là chỉ có phần khung bên ngoài bằng nhôm, chứ còn những cái kết cấu bên trong hay là những cái bộ khung đỡ bên trong thì vẫn làm từ nhựa truyền thống. Cái việc mà sử dụng vỏ nhôm nó làm cho cái máy nó cứng cáp và nó xịn hơn hẳn. Ngày xưa thì cái điện thoại của Samsung khi mà nó quá nhẹ, người ta nghĩ là nó làm bằng nhựa nên nhẹ, nhưng mà cả trên cái máy này thì nó vẫn nhẹ tương tự như vậy. Khi mà bạn cầm so với lại iPhone 5S thì mình thấy là cái iPhone 5S nó sẽ nặng hơn, mặc dù là cái máy của Samsung nếu mà đem lên cân để đo thì nó sẽ nặng hơn khoảng 4g. Nhưng mà cái việc mà máy lớn hơn và nó chạy đều ra áp lực trên lòng bàn tay của mình, nó làm cho cái máy nó mỏng đi, nó nhẹ đi khá nhiều so với lại iPhone 5S. Và cái máy này cũng là một trong những cái máy 4.7 inch nhẹ nhất mà mình từng được sử dụng. Ngày xưa thì mình có dùng Moto X, mình rất là thích cái máy đó bởi vì màn hình bự 4.7 inch nhưng mà máy vẫn có kích cỡ cực kỳ hợp lý và đút túi dễ dàng như là một cái máy 4 inch hơn vậy. Còn bây giờ cái Samsung Galaxy Alpha này cũng làm được điều tương tự, chỉ có nó hơi dài hơn một xíu so với lại Moto X, nhưng mà cái chiều ngang nó sẽ mỏng hơn và đặc biệt là cái độ dày nó chỉ khoảng 7mm thôi, rất là thấp so với lại cái Moto X. Hiếm có cái điện thoại 4.7 inch nào có kích cỡ gọn ghẽ và chúng ta có thể mang đi dễ dàng như vậy, đây là điểm mình đánh giá rất là cao. Thế nhưng là Samsung vẫn xuất hiện những cái đặc điểm, những cái nhược điểm mà họ bắt buộc phải duy trì, bởi vì người dùng Samsung luôn thích thay pin, hoặc là Samsung nghĩ như vậy. Không biết là người dùng có nghĩ như vậy không. Chính vì vậy mà họ buộc phải làm cho cái máy có thể tháo nắp lưng ra được. Khi mà chúng ta làm cho một cái máy tháo nắp lưng ra rất dễ như thế này, chỉ bằng những cái ngàm, thì cái nắp lưng nó sẽ không đóng chặt hoàn toàn vào trong cái bộ khung của máy. Những cái ngàm nó không có được chắc chắn. Chính vì vậy mà khi mà bạn bấm vô thì bạn khi mà cầm chúng ta vặn nhẹ thì chúng ta vẫn cảm giác là cái nắp lưng nó hơi bị ọp ẹp một xíu. Tất nhiên là nó tốt hơn rất là nhiều so với lại S5, nhưng mà so với một số điện thoại nguyên khối khác, ví dụ như iPhone 5S hay là Nokia Lumia 930, thì cái nắp lưng này nó hơi lỏng hơn một xíu. Không nhiều người cảm thấy khó chịu với cái việc đó, và với mình thì mình nghĩ là Samsung đã làm tốt rất là nhiều so với những cái điện thoại ngày xưa của họ. Về mặt thiết kế thì cái điện thoại này cũng có thể nói là đẹp hơn rất là nhiều so với lại Samsung Galaxy S5. Màn hình không phải là cái điểm mạnh trên Samsung Galaxy Alpha. Cái Samsung Galaxy Alpha này có kích cỡ màn hình 4.7 inch và sử dụng cái độ phân giải là 720p. Với cái độ phân giải đó thì chắc chắn cái máy nó sẽ bị rỗ rất là nhiều, đặc biệt là khi máy còn sử dụng thêm cái công nghệ Super AMOLED. So với những cái điện thoại cao cấp khác ở cùng tầm giá khoảng 11-12 triệu thì Samsung Galaxy Alpha nó bị thua khá là nhiều về mặt hiển thị, bởi vì hầu hết những cái máy ở tầm 12 triệu, ví dụ như là HTC E8 hay là LG G3 phiên bản 16GB và 2GB RAM, cũng như là cái Oppo Find 7 hay là Nokia Lumia 930 đều có cái màn hình Full HD hoặc là thậm chí là màn hình 2K trở lên, thì còn cái máy này chỉ là 720p thôi, thì so với cái độ phân giải cũng như là độ sắc nét của màn hình thì cái Galaxy Alpha không thể bằng những cái máy kia. Nhưng mà nó lại sử dụng cái màn hình Super AMOLED. Rất là nhiều bạn thích cái cách mà Super AMOLED hiển thị, tức là màu sắc nó sống động, nó rực hơn so với lại những cái điện thoại sử dụng màn hình LCD. Thì tùy vào cái sở thích của chúng ta mà các bạn có thể chấp nhận được cái màn hình Super AMOLED hay không. Còn đối với bản thân mình thì mình luôn đánh giá những cái màn hình, luôn đánh giá cao những cái màn hình mà có cái màu sắc nó hơi dịu hơn, nó trung thực hơn một xíu, cũng như là sắc nét hơn. Thì quan điểm cá nhân thì mình cho cái màn hình này vào khoảng 6 điểm trên thang điểm 10, tức là ở mức trung bình khá, không xuất sắc nhưng mà cũng không phải là quá tệ.
chính vì cái độ mỏng và gọn gàng như vậy mà Samsung không thể làm cho cái viên pin nó quá lớn, và pin sẽ là một nhược điểm của cái máy này. Mặc dù có màn hình tới 4.7 inch nhưng mà Samsung chỉ sử dụng pin pin dung lượng là 1810 mAh trên cái Samsung Galaxy Alpha. Chính vì vậy khi mà bạn sử dụng thì có lẽ pin sẽ gây chúng ta khá là nhiều khó chịu. Cũng vì cái lý do đó mà Samsung họ buộc phải giới hạn cái chip xử lý Exynos ở trên cái máy xuống còn 1.3GHz ở tốc độ cao nhất hay là 500MHz ở tốc độ thấp nhất. Đối với cái con chip 8 nhân đó thì có 4 nhân xử lý A15 và 4 nhân xử lý A7. Thì khi mà mình thử nghiệm benchmark bằng phần mềm AnTuTu benchmark thì cái điểm số tối đa của cái con máy này có thể lên tới 51.000 điểm. Tức là bạn lưu ý đây là điểm của AnTuTu X chứ không phải là điểm của AnTuTu bình thường, tức là AnTuTu chống gian lận. 51.000 điểm là con số mà mình chưa bao giờ thấy xuất hiện ở một cái thiết bị nào khác. Một con số rất là khủng khiếp về cái tốc độ benchmark. Thông thường những cái điện thoại cao cấp như là Galaxy Note 4 hay là Galaxy S5 hay là HTC M8 thì tốc độ benchmark khoảng cái điểm benchmark khoảng 41.000 điểm, còn cái máy này lên tới 51, rất là đáng ghê gớm. Thực chất thì mình cũng không thật sự ấn tượng với cái chip Exynos mặc dù cái điểm benchmark rất là cao. Tức là khi chạy một số hiệu ứng nặng hay là những cái ứng dụng nặng thì có thể nó rất là tốt. Nhưng mà ở trong những cái ứng dụng bình thường, tức là những khi chúng ta mở mail hay là chúng ta mở Chrome lên thì cái máy Galaxy Alpha nó vẫn hơi khựng nhẹ. Tức là nó là cái bệnh hơi lag nhẹ đặc trưng của cái dòng Exynos. Tức là có lẽ là cái con chip đó nó buộc phải, nó mất thời gian để nó giống như là làm ấm lên mỗi khi mà gọi ứng dụng. Chính vì vậy mà nó sẽ hơi bị lag nhẹ, nhưng mà khi vào chạy một ứng dụng nào đó thì nó rất là mạnh. Máy này thì có khả năng quay phim 4K. Những cái con chip thế hệ thứ 5 của Samsung thuộc dòng Exynos, tức là dòng 54 trở đi, thì đều có khả năng hỗ trợ 4K. Chính vì vậy mà khi mà kết hợp với cái máy này thì Samsung Galaxy Alpha có thể quay phim 2K. Nhưng mà màn hình chỉ là màn hình 720 nên không thể được nhiều, các bạn cần đem đến máy tính để có thể thể hiện tốt hơn. Camera của máy đang sở hữu cái độ phân giải 12 chấm và nó có đèn flash LED. Đó, ở đây thì có đầy đủ tất cả những cái tính năng của cái điện thoại Samsung, nhưng cũng như là cái giao diện, tức là bạn phải chuyển về rất là nhiều cái thao tác để chỉnh nét, để chỉnh tăng giảm EV khi mà chụp hình. Ở đây thì mình đang để nhiều chế độ, có rất là nhiều những cái chế độ khác nhau, cũng như là chế độ dual camera. Cái máy này thì vẫn hỗ trợ cái tính năng HDR khi mà quay phim cũng như chụp hình. Đây là điểm mình rất là thích. Đó, mình kích hoạt HDR lên và mình quay phim thì hình ảnh nó sẽ đều hơn và không khu nào nó có quá gắt hay là khu nào nó quá sáng, quá tối. Cái chất lượng hình ảnh cũng khá là ấn tượng trong những cái điều kiện đủ sáng. Đây là video nãy giờ mình xem. Đó, video 2K. Với những gì đã thể hiện thì Samsung Galaxy Alpha là một con máy rất là hấp dẫn, đặc biệt là những bạn nào cần cái sức mạnh phần cứng rất là mạnh. Mình chưa thấy có cái máy Android nào có cái điểm benchmark mạnh như vậy, cũng như là cái thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, chúng ta có thể mang đi và đối xử như là một cái điện thoại, thì Samsung Galaxy Alpha chắc chắn sẽ là một lựa chọn rất là tốt. Cái nhược điểm dễ thấy nhất ở cái máy này chính là cái màn hình độ phân giải không cao, cũng như là viên pin dung lượng chỉ có 1850 mAh thôi. Có lẽ các bạn cần cân nhắc kỹ về pin, bởi vì mình sẽ thử nghiệm kỹ hơn về pin khi mà có cái máy chi tiết, còn bây giờ vẫn đang là cái máy thử nghiệm nên mình chưa có nói nhiều về pin được. Thì đó là những cái nhược điểm dễ thấy nhất của máy này, còn những cái đặc điểm còn lại thì vẫn rất là tốt. Xin cảm ơn các bạn.